rạng sáng ngày 29 tháng 6, gần 30 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy quét tụ điểm khai thác cát trái phép tại khu vực sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tạm giữ nhiều phương tiện. Theo đó, vào thời điểm trên, gần 30 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh chia làm 3 tổ công tác đã kịp thời chốt chặn hàng loạt xe chở cát trái phép từ phía sông Trà Khúc lên đường Hoàng Sa. Đồng thời khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng còn phát hiện hàng chục xe tải khác đang tập kết chờ chở cát và một xe máy đào. Tại khu vực khai thác cát trái phép, các đối tượng tự san lấp, mở nhiều đường như bàn cờ trên bãi bồi để tạo thuận lợi trong việc vận chuyển cát. Ngay sau khi cảnh sát cơ động truy quét, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh và cảnh sát kinh tế công an thành phố Quảng Ngãi cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.